trích đoạn bên cầu dệt lụa cũng theo yêu cầu của một khán giả mà hôm nay là cũng lâu lắm rồi Kim Liên mới làm được. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ hai kênh của Kim Liên là Kim Liên Bolero Đam Mê Nghệ Thuật và cái kênh Kim Liên Quốc Tính Karaoke. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Công tử, tiểu thơ, trong tình huống này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận? Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được trước tâm chân tình cao cả. Mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa. Đã đại thân luôn lạc giữa phong trần, trong cuộc đời đã cá bạc đen, vinh nhục đã qua nhiều. Tôi vẫn còn tiểu thơ, là một khách chi âm, cư xử với tâm chân tình, xó dịu niềm đắng cay. Là kẻ tắt tay nên tôi đành ôm hận, còn nắng nở ân nghĩa tiểu thơ đắp tà mây cho vừa. Tôi muốn nói mà sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ mới trả xong. Em đâu dám sánh học đòi giới trang thiếu phụ ngày xưa, đã cắt tóc bán lấy tiền tiễn chồng ưng khi lại kinh. Đây đây gói hành trang trang chứa một thâm tình, và số bạc mòn em đã chắc thiếu trong những ngày nắng mưa tần. Cần đưa tiễn kẻ đang trên, gửi gắm vào đây tâm sự của riêng mình. Em đã dám vượt khuây môn bên cầu dừng mình chẳng tách đôi tay. Còn đây là chiếc áo lụa kết bằng tơ tâm sự, mà đêm từng đêm em đã cố công mai dở âm thầm.
ngày tháng lung dần trong hiu hoành, thầm nguyện cầu cho ai lập nữa chiếu con danh. Chẳng hình dung bóng ai chập chờn bên ánh lửa, cô ro đốt lá vào đủ sáng để học thêm. Miệng đọc sách gian gian tay nia đập mùi, em gắn dệt cho rồi chiếc áo hầu cho kịp buổi nay kinh. Lời đã trao ta nguyện giữ vẹn thề.